Thảm lót chân Hello Kitty, gấu ôm Hello Kitty, quần áo Hello Kitty, ghế hồng Hello Kitty và cả bàn phím máy tính cũng Hello Kitty. Tiếp theo, anh có một Doraemon biết nói chuyện luôn đấy. Thật á? Thật, em hỏi gì Doraemon cũng trả lời luôn. Doraemon ơi, anh gấu đỏ xấu trai phải không? Cái này á, được lập trình rồi. Em là chủ nhân của nó thì chỉ có em vỗ tay là nó mới phát sáng thôi. Thấy hôm nay Hà Sao có điểm gì đặc biệt không? Màu hồng rực luôn. Lại là Hello Kitty nữa nhá. Mà ai bim bim ấy, nằm ở trong cái bát Hello Kitty này á, phải gọi là chết cú mèo. Các bạn ăn bim bim với Hà Sao nha. Ui, hớt cá đây thích lắm các bạn ơi. Ui, ui toàn ốc là ốc ơi. Ăn bim bim ở trong cái bát này hơi bị ngon nhưng mà cũng hơi bị khát nước đấy các bạn ơi. Đen đen đen. Mình có cái bình nước cũng Hello Kitty luôn các bạn ạ. Ôi trời ơi. Ở trên này là nước nè, ở dưới là nó có cái vòi này các bạn ơi. Sung sướng lắm luôn. Ô, ai kia nhỉ? Ồ. Có phải anh gấu đỏ không nhỉ? Quái lạ, anh để đây làm gì không biết á. Ô, nước của mình đâu? Ôi trời ơi. Ôi, nước nó tràn hết ra đây rồi. Dùng khăn giấy lau tạm. Anh gấu đỏ, bắt được một con cá rồi các bạn ơi. Bé bé thôi nhưng mà nhốt vào cái lồng này. Cái bể cá của mình nhỏ xíu xíu quá. Đẹp không phải đẹp không? Anh gấu đỏ, anh gấu đỏ. Anh làm gì đây, anh làm gì đây? Ôi, ôi, ôi. Ui, Hà Sao ơi, đi tông con cá của anh rồi. Nước đâu hết rồi, sao em để chảy hết nước ra như này rồi. Ui, ui, múc thêm nước vào, múc thêm nước vào. Vâng, cá của anh chết bây giờ. Em sẽ cho con cá của anh ấy tắm bằng nước của em. Nước của mèo Hello Kitty luôn à? Đúng rồi. Rồi sạch sạch vào, cho nước vào đi, khỏi cá của đây, anh đây, chết đây, bây giờ, đây, Hà Sao ơi. Đây. Mà hôm nay anh mới để ý là Hà Sam toàn bộ là mặc đồ Hello Kitty luôn. Mà đồ dùng của em cũng đồ Hello Kitty luôn à? Đúng rồi, thì em vẫn thích Hello Kitty mà. Thế mà anh cứ tưởng em thích Doraemon rồi chứ. Em thích Hello Kitty lâu rồi. Dù sao anh thấy Doraemon vẫn đẹp hơn nhiều. Hello Kitty phải đẹp hơn chứ. Doraemon mới là đẳng cấp. Hello Kitty đẹp hơn, chuẩn đẳng cấp hơn. Thế thì bây giờ chúng mình cùng so xem ai nhiều đồ Doraemon hoặc đồ Hello Kitty hơn. Đã được đầy nước rồi này, bây giờ anh sẽ mang con cá này về cho nó ăn cám. Sau đó anh sẽ mang đồ Doraemon sang nhà em thi đấu với em luôn, Hà Sam nhá. Ok. Các bạn ơi, cuối cùng thì Hà Sam ấy về trước anh gấu đỏ rồi. Từ chân đầu xuống dưới chân của Hà Sam đó chính là Hello Kitty. Còn có cả túi Hello Kitty nè. Thế nhưng mà chưa hết đồ đâu. Còn nữa. Đồ Hello Kitty mà cứ khoe, khoe mãi. Đừng, đừng, đừng cởi áo đây. Em định làm gì, em định làm gì? Úi giời, em cứ cởi áo chứ. Wow, hóa ra là có một cái áo Hello Kitty nữa. Đầu tư đấy, đầu tư đấy. Thôi, 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 đừng đùa nha, đừng đùa nha. Cởi một cái thôi chứ đừng cởi thêm cái này nữa. Úi giời ơi. Hóa ra là có thêm một cái áo Hello Kitty đấy. Ba cái áo Hello Kitty luôn. Đúng. Áo Hello Kitty 51.000. Có cái áo 51.000 mà em cứ khoe mãi. Đồ Doraemon của anh giá trị hơn nhiều. Đâu, em nhìn đâu, đây đâu. Này. Hỏng. À, hóa ra là nó không bị hỏng mà là có thể gấp gọn lại được các bạn ạ. Hà Sam, Hà Sam, anh quạt cho em này. Wow, mát không? A few moments later. Tí nữa thi tiếp. Hà Sam, có cái gì đấy các bạn ơi? Đút tay vào qua đây này.
Ui, đây có cái lỗ nhiệt nước tiền. Không phải. Rách. Ai, cái mặt đáng yêu ghê nhỉ. À, đội đầu. Đúng rồi, đội đầu để đi gội đầu đây mà. Đầu mình to quá không vừa các bạn ạ. Chắc không phải cái đội đầu đâu. Ui ui, là cái khăn lau mồ hôi. Ây à, hợp lý phép à. Thơm quá. À, quên. Ê, ui. Anh có một củ cà rốt Doraemon đáng yêu không này Hà Giang ơi? Ở đây còn có một cái gối ngồi cũng đáng yêu không kém củ cà rốt lúc nãy đâu. Tiếp theo, anh có một Doraemon biết nói chuyện luôn đấy. Thật á? Thật, em hỏi gì Doraemon cũng trả lời luôn. Doraemon ơi, anh gấu đỏ xấu trai phải không? Doraemon xấu trai Doraemon thật rồi anh ơi. Doraemon nói dối đấy. Doraemon. Hey, wow. Các bạn ơi, Doraemon này rất đáng yêu luôn, dễ thương cực kỳ. Thế nhưng mà tiếc rằng anh Doraemon toàn nói tiếng Nhật thôi, mà mình với anh gấu đỏ có biết tiếng Nhật đâu. Nhưng mà không sao, thế này cũng đã vui rồi đó các bạn ạ. Doraemon nhờ. Doraemon xấu trai. Xấu. Đây chính là máy bán nước tự động hiệu Hello Kitty. Mà ở đây là bán nước này toàn hình Hello Kitty thôi anh ơi. Ui, ở đây có sữa này, cà phê này, nước cam này. Còn đây là Coke. Cái máy này anh biết rồi, ở đây là khe nhét tiền à. Chúng mình sẽ nhét tiền vào đây và bấm nút để ra đồ uống bên dưới. Ở đây anh có 10.000, anh sẽ nhét vào thử xem. Ra nước này. Ôi, sao không ra nước nhỉ? Thế là máy này nốt tiền của anh à? Mất 10.000 của anh rồi đấy à Tam ơi. Đây mới là tiền của cái món đồ chơi này nè. Nhét vào đây. Ấn vào đây. Đây. Wow. Dạ luôn một cà phê này. Hóa ra là nhét tiền xu. Thế là anh mất 10.000 ở trong này à Hà Tam ơi. Thế anh phải nhét tiền này vào. Đấy. Wow. Ôi ôi, nhét thêm này. Wow, ra tiếp rồi. Đây là tiền cũng 10.000 các bạn ạ. Nhưng mà 10.000 là 10.000 tiền xu. Thử lần nữa. Ôi. Cái máy này Hello Kitty này chỉnh trò đấy. Tiếp theo, anh có một trò chơi Kendama mà của Doraemon và Nobita vẫn hay chơi đấy. Thật á? Anh biểu diễn đây này. Đây là một trò chơi rất nổi tiếng ở Nhật Bản đấy Hà Tam ơi. Anh biết chơi không? Anh đẳng cấp cái trò này rồi. Ôi trời ơi, anh bạn à. Ôi trời ơi. Lỗi, mới khởi đầu. Úi trời ơi. Anh cũng chơi được không? Ui. Anh có biết chơi không? Ui. Ôi, xong rồi. Mắc rồi. À được luôn. Ôi, chưa được. Thế em có chơi thử không? Wow. Một phát được luôn. Có thể cầm cái chuôi này và bây giờ mình cho lên xem sao. À đây gì, cái này thì em nghĩ là dễ hơn đấy. Đây. Ui. Ôi, gần được rồi. Ui. Wow. Đẳng cấp. Mới lần đầu chơi mà em đã làm được như này. Chứng tỏ em có năng khiếu đấy à Sam ạ. Bây giờ em thử làm cái cho vào lỗ này đi, chắc là được đấy. Em là chỉ làm một lần cuối thôi anh nhìn ơi nhá. Đây này anh nhìn này. Wow. Wow, lần này đúc lỗ luôn các bạn ạ. Thôi. Ôi trời ơi, Hà Tam, em lại còn sắm cả cái rẻ lau mặt hình Hello Kitty thế này. Ai dám lau tay vào, ai dám lau tay. Ôi trời ơi, đây không phải là cái rẻ lau. Nhìn này. Nó wow. Là cái tạp dề của em nè, nhìn này. 1, 2, 3. Chà chà, hóa ra là một cái tạp dề Hello Kitty. Xịn trò đấy. Ngoài ra thì em có cái lược Hello Kitty nữa này nè. Mượt. Đố anh biết đây là cái gì? Cái này á Hà Sam. Mặt Hello Kitty dễ thương ấy. À, cái này là cái cọ chân chứ còn cái gì nữa. Ôi cứu tôi. Cái đấy là cái lược bắt sát đầu. Lược mắt xa đầu. Ngoài ra em còn có cả cái bơm này. Cái bơm này thì em đeo rồi này. Đồng hồ Hello Kitty nữa này.
mấy cái hộp này là hộp hình mấy cái cọng dây thun buộc tóc của em ấy mà. Rồi, đây nữa nè, cái này là bóng ngủ Hello Kitty. Wow, bóng ngủ xịn sò ghê. Tắt này, bật này, tắt này, bật này. Nope. Ôi giời ơi, anh có đỡ anh làm gì đấy. Ôi giời ơi. Anh mua một lúc hai cái trống nữa này Hà Tam ơi. Trống, trống Doraemon này các bạn ơi. Wow, ui giời, ngược đây này, có cả Nobita này, Suka, Doremi, Doraemon, Chai MC, có các kiểu OCK không có các bạn ơi. Để làm gì đây anh? Anh mua hai cái trống này về để thỉnh thoảng anh đi biểu diễn lấy tiền chứ còn để làm gì nữa Hà Tam. Bây giờ anh biểu diễn cho em nghe thử nhá. Đồ Doraemon của anh vẫn còn rất nhiều. Đây là một bức tượng này Hà Tam ơi. Wow, tượng Doraemon này, ui ui, tượng Doraemon này buồn cười lắm luôn ấy anh ạ. Tại vì người đầu thì to mà người thì bé luôn ý. Như thế mới đẹp. Vẫn còn tiếp này, đây là một bức tượng Doraemon nữa. Đang ngồi cầm một cái bảng gì đó và có hai cái chân rất là cute tay luôn. Đặt lên kệ tủ ngồi như này đây. Đây nữa này Hà Tam ơi. Đây là hai anh em trinh đôi Doraemon. Ôi, không khác nhau gì luôn. Có khác nhau chứ, em không phát hiện ra. Khác nhau gì hả anh? Khác nhau ở cái mũ này, một bên mũ màu vàng còn bên một bên mũ màu cam. Ôi em không để ý luôn ấy. Còn gì không đẹp không, đẹp không? Đẹp vào đây. Tất của Doremi. Cái tập về Doremon. Ôi từ đầu đến chân em thấy anh rất không bán thịt lợn. Doremon dễ thương như này bảo cháu bán thịt lợn các bạn. Đẹp không? Đây là một cái khăn mặt Doremon. Thế này ngày hôm nay anh sử dụng toàn đồ Doraemon thôi Hà Tam ơi. Wow, cái khăn mặt Doraemon đó. Để vào đây nó còn nóng mình sẽ rửa mặt. Wow, tiếp theo đây là cái gì đây? Đúng không Hà Tam biết? Cái này là nó là cái gì nhỉ? Đây chỉ là một cái đồ chơi thôi mà. Quay này. Đó. Quay như kiểu cái quạt cầm tay luôn đi nhỉ. Quạt cầm tay đấy. Tiếp theo. Một cái đèn pin Doraemon. Nhưng mà cái đèn pin này bị hỏng rồi Hà Tam ạ. Anh có đỏ, đây là một cái hình mặt Hello Kitty khổng lồ có thể phát sáng bằng cách vỗ tay. Vỗ tay phát sáng. Ui trời ơi Hà Tam ơi, em đừng có nói điêu nữa. Làm gì phát sáng được đâu mà phát sáng. À, wow. Sáng chưa anh ơi, nhìn này, bling. Wow. Nhìn cái mặt Doraemon, à quên, Hello Kitty các bạn ạ. Đeo quả nơ hồng này, rất là đẹp luôn, sáng chói luôn. Nhìn này, tắt này. Ê, tắt chưa. Xin chờ. Bật này. Tắt thử xem. Vô lý nhỉ, thế mà anh vỗ tay mấy lần không được. Cái này á, được lập trình rồi. Em là chủ nhân của nó thì chỉ có em vỗ tay là nó mới phát sáng thôi. Em có cái bút chì nào cần gọt, đưa anh gọt cho. Đây anh ơi, nhìn này như kiểu cái mũi của Doraemon luôn ấy các bạn ơi. Ôi, quay lại. Lát nữa thôi sẽ có một cái bút chì siêu xịn sò, siêu đẹp luôn mà không ai có đâu Hà Tam ạ. Ôi, xong rồi. Bút của em ở trong này này, Hà Tam nhìn thấy chưa? Máy của anh xịn sò, bình thường máy người khác là phải rút ở chỗ này ra, nhưng mà máy của anh lấy ở trong cái túi của Doraemon này, túi thần kỳ thế này. À, túi thần kỳ. Bây giờ anh lấy cho em xem nhá. Đây. Oh no. Bút em đâu? Bút em đây, đây chứ còn đâu nữa. Ê, anh có đỡ. Thực ra là anh chôn là sao rồi, nhìn đây này. Đây. Đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa. Có thể kiểu như là cho vào trong luôn. Nhưng mà khoan đã. Tại sao cái bút của em ban đầu nó dài đến đây mà sao bây giờ nó ngắn như thế này? Thì gọt đi người ta mất cái lớp ở ngoài rồi thì phải còn ngắn như thế này chứ. Em muốn dài thì phải lấy cái bút dài hơn. Đồ của anh còn có một xếp hình Doraemon. Ui nhiều mảnh quá, nhìn hoa hết cả mắt. Mình sẽ xếp cái góc ở trước này Hà Tam ơi. Đây này, chữ đây đúng không? Đúng rồi. Đấy, đâu nhỉ? Ui, khó đấy anh ạ, khó đấy. Đây một cái góc này, để xem nào. Hình như cái góc này đây. Không phải. Thế thì nó ở trên này rồi. Chuẩn luôn. Chỉ còn hai mảnh cuối cùng thôi. Đây này anh ơi, đây rồi. Ui, đây. Thế là chúng mình đã xong rồi. Anh có đỡ, bao nhiêu công suất? Thôi lắp lại thôi Hà Tam. Oh my god. Ui anh có đỡ ơi, bút gì đây mà lạ vậy? Mặt trước là Doraemon, mà mặt sau hình một cái gương luôn này anh ơi.
Đây không phải là bút bình thường đâu Hà Tham ơi. Đây là bút bảo bối của Doraemon ấy. Vẽ gì được đấy, anh sẽ vẽ cho em một cái đồng hồ Hello Kitty. Cái đồng hồ nào ấy mà nó cũng phải giá trị một tí anh nhá. Là làm gì hả Hà Tham? Để ví dụ như là lúc nào cơ nhỡ thì em đi bán. Rồi ôi, chưa gì đã lo đi bán rồi. Mắt. Trời, nhìn giống như con đời ươi ấy anh ạ. Con này vừa đời ươi mà kiểu như là nó bị thế nào ấy. Hello Kitty chứ còn con gì nữa. Con này. Bây giờ anh biến cho em đồng hồ Hello Kitty nhá. Một, hai, ba. Cái đồng hồ Hello Kitty siêu chỉnh sò, siêu đẹp luôn. Ôi anh ơi, cái đồng hồ này em thấy quen quen anh ạ. Quen đâu mà quen, đồng hồ này anh vừa mới biến ra đấy. Đồng hồ này của em mà. Anh cứu đó, cái gì đấy? Thời nào rồi mà em vẫn còn mơ tưởng vẽ gì được đấy. Đây chỉ là cái bút soi gương bình thường thôi, chứ làm sao mà vẽ gì được đấy được. Đừng mơ tưởng nữa đi. Ôi, wow, nhiều đồ Doraemon này. Tất Doraemon này. Đây, tất Doraemon thế này. Đây là còn có cả hình dáng Doraemon, các kiểu, con đà điểu luôn này các bạn ơi. Rồi giấy lau Doraemon luôn này Hà Tham. Ôi, đây nữa này, hình dáng Doraemon này. Đây phải hình dáng đâu, đây là lì xì đúc tiền vào đây này. À, lì xì Doraemon. Lì xì Doraemon. Để Tết năm nay anh nhớ lì xì ra vào Doraemon nhá. Ôi, ở đây còn có cả một cái thìa con hình Doraemon ở đây nè các bạn ơi. Còn cái này là không phải Doraemon, cũng không phải Hello Kitty, lẫn vào các bạn ạ. Ôi, ôi, cây xương rồng. Siêu dẻo. Siêu dẻo. Wow. Một cái móc chìa khóa Doraemon tiếp này. Ôi. Để anh móc thử cái này ra xem. Wow. Nhìn đẹp thế. Không phải móc chìa khóa. Mà đây là một cái dây thước các bạn ơi. Một cái thước dây này. Thước dây quá. Có một cái kẹp tóc Doraemon dễ thương không này các bạn ơi. Ba con Doraemon liền bên này, ba con đấy là 6 con. 6 con Doraemon ở trên đầu Hà Tham. Thảm lót chân Hello Kitty. Gấu ôm Hello Kitty. Quần áo Hello Kitty. Ghế hồng Hello Kitty. Và cả bàn phím máy tính cũng Hello Kitty. Còn cái gì em không Hello Kitty được không Hà Tham? Không anh ạ, em ấy chính là vua Hello Kitty rồi. Em vẫn còn thiếu cái lót chuột Doraemon. Anh cho em mượn này. Lót cái lót chuột Doraemon này luôn. Wow. Siêu xịn sò luôn, siêu rộng. Doraemon này còn có cả Nobita này anh ơi. Wow. Wow, màu hồng kết hợp màu xanh cũng đẹp đấy chứ đúng không? Lại còn kết hợp với cả màu vàng nữa anh ạ. Ngoài cái lót chuột này ra anh còn cái gì nữa không? Cho em mượn nốt đi. Đây này Hà Tham ơi, anh cho em mượn cái tai nghe Doraemon luôn. Wow, hai bên nè. Ồ, kết hợp rất là logo các bạn ạ. Vừa màu hồng với Hello Kitty cộng với lại Doraemon.